Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng và toàn thể quý Phật tử có mặt tại khuôn viên chùa Giác Ngộ trong giai đoạn trùng tu, trước nhất xin tất cả chúng ta hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn, thật mong nhiều để tán dương tất cả những người hữu tâm đã đóng góp trực tiếp hoặc gián tiếp cho công trình trùng tu chùa Giác Ngộ ngày hôm nay. Bởi vì đó là chúng ta đang tán dương mình vì chúng ta vừa phát tâm tốt để làm một Phật sự có ý nghĩa cho việc hoàn thành ngôi chùa. Dân gian Việt Nam có câu đất vua chùa làng phong cảnh bụng. Đất á, tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới là của chính quyền và đất vua. Chùa đó không phải của nhà sư mà là chùa của làng xã, nghĩa là nhà sư phát tâm nối kết các trái tim tấm lòng của các quý Phật tử xây dựng một ngôi tâm linh để cho má tánh thập phương được thưởng phước, được tu học và được chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. Cho nên chùa đang trong quá trình xây và xây xong được gọi là chùa làng. Nền văn hóa này vẫn còn rất là tốt ở tại miền Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ. Các Phật tử ở khu làng nào có khuynh hướng là đi ngôi chùa đó, chăm sóc ngôi chùa đó, bảo vệ ngôi chùa đó và giúp cho ngôi chùa có cơ hội phục vụ được bá tánh địa phương và thập phương. Còn cảnh chùa được gọi là phong cảnh tục, tức là phong cảnh tâm linh có giá trị an vui hạnh phúc. Và khi vào chùa đó với không gian rộng thoáng đẹp, chúng ta cảm thấy lòng được bình an. Thì trên tinh thần này, việc trùng tu lại là để mười nói riêng, thành phố Hồ Chí Minh nói chung có được điều kiện thuận lợi để tu học một cách năng động hơn, thường xuyên hơn. Lẽ ra thì sẽ có ba phần: phần phát biểu khai mạc, phần báo cáo về tài chính xây dựng và phần cảm tạ. Nhưng chúng tôi xin phép quý vị gồm cả ba lại làm một cho giảm tiện. Thì chính yếu ngày hôm nay chúng ta đến là ăn tiệc chay để trải nghiệm thực phẩm có cái khẩu vị mà chất liệu của nó đó mang lại chúng ta là tình thương yêu, sự sống và góp phần ngăn chặn nạn không đánh toàn cầu. Bây giờ đây chúng tôi xin báo cáo với các quý Phật tử coi nét về công việc trùng tu của chùa Giác Ngộ rồi có các điều như sau. Thứ nhất là quá trình trùng tu chùa Giác Ngộ. Chùa Giác Ngộ được làm lễ động thổ vào ngày 16 tháng 9 năm 2012. Nhưng đến cuối năm 2012 đó, chúng ta mới bắt đầu tháo dỡ toàn bộ khối kiến trúc cũ của chùa gồm có 3 tầng lầu, mà trước đây đó nó đã từng là trường Trung học Bồ Đề và sau đó là trường sơ đẳng Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh. Việc tiến hành làm hệ thống cột nhồi để đảm bảo được cái an toàn trong xây dựng đối với các căn nhà xung quanh diễn ra vào tháng 7
năm 2013. Và tầng hầm nơi mà chúng ta đang ngồi ở trên đó được hoàn tất vào ngày 23 tháng 1 năm 2014. Như vậy so với tiến độ dự kiến đó, chúng ta đã bị muộn trung bình là 9 tháng. Nó có những lý do khách quan như sau. Vì chùa chúng ta tiếp giáp với ba mặt khu dân cư, và phần lớn đó, các căn nhà đó xây với hệ thống cọc rất là đơn sơ. Nếu chúng ta tiến hành không khéo đó thì chúng ta dẫn đến sạt lở hoặc là sụp hay là nứt các căn nhà, thì công trình chúng ta sẽ bị chậm thêm tiến độ. Do vậy đảm bảo tiến độ thì phải cam kết cái phần an toàn trong xây dựng. Dự kiến thì bắt đầu nửa tháng tới cho đến cuối năm 2014 này, chúng ta sẽ xây dựng hoàn tất phần thô của tòa nhà chính điện. Diện tích của mỗi một tầng tòa nhà chính điện đó là 430 m². Chánh điện chúng ta sẽ làm chánh điện đôi, giống như là sân khấu ở những cái rạp hát vậy. Vì không gian chúng ta quá chật cho nên phải tận dụng chiều cao. Ở mặt dưới thì có thể có sức chứa được trung bình là 400 người. Ở cái gác lửng giống như sân khấu đó thì chúng ta có thể chứa thêm được khoảng 250. Như vậy ngồi chặt một chút xíu chúng ta có thể có được 650 đến 700 người. Tăng xá và nhà cốt sẽ cùng được xây dựng phần thô song song với tòa nhà chính điện. Và dự kiến cái phần xây hoàn thiện sẽ được hoàn tất và khánh thành vào Phật đản năm 2015, tức là đến sang năm lận. Vì khu chúng ta chật hẹp cho nên thời gian và tiến độ xây dựng đó sẽ chậm hơn là xây ở cái khu hoàn toàn trống. Về lai lịch của chùa đó thì vào những năm 50 của thế kỷ 20, cư sĩ Trần Phú Hữu sau khi giác ngộ giáo lý Phật, từ một nhà giáo đã phát tâm làm tu sĩ được đặt pháp danh là Thích Thiện Đức. Và cái khu đất này đó thì có trên 700 m². Ông và vợ cùng các con đã phát tâm cúng dường cho giáo hội Phật giáo lúc bấy giờ, và hòa thượng Thích Thiện Hoa là lãnh đạo tối cao của giáo hội với tư cách là phó tăng thống và cũng là trưởng ban kiến thiết của giáo hội Phật giáo vào thời điểm đó đã tiếp nhận. Chùa đã tiến hành xây vào năm 1962, hoàn tất vào năm 64. Và lúc đó, đó trở thành là trường trung học Bồ Đề Chợ Lớn cho khu Chợ Lớn và Sài Gòn. Trường lúc đó có tất cả là 13 lớp học cho lớp 10, 11, 12. Mỗi lớp học có sức chứa trung bình là 70 học sinh. Và đây là nơi mà rất nhiều người đã tốt nghiệp và sau này hiện nay đó đang có những vai trò rất quan trọng. Chẳng hạn như bà nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa đã từng là học sinh của trường trung học Bồ Đề này. Đến năm 1975 thì cùng với số phận chung của tất cả 157 trường trung học Bồ Đề trên toàn quốc, trường trung học Bồ Đề chùa Giác Ngộ đó ngưng hoạt động. Và lúc đó đó hòa thượng tôn sư của chúng tôi là hòa thượng Thích Thiện Huệ đã biến cái cơ sở này trở thành là trường sơ đẳng Phật học và đào tạo đó là khoảng 100 mấy tăng ni, mà hiện nay đó phần lớn các vị đang là lãnh đạo Phật giáo cao ở các tỉnh thành miền Nam và một số đang là các vị lãnh đạo các cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Từ năm 1992 đến bây giờ thì chùa Giác Ngộ là nơi mà đã có được cái cơ hội giúp cho các vị xuất thân từ đây du học, và hiện tại là có được 5 vị tốt nghiệp tiến sĩ Phật học và mấy vị đang làm thạc sĩ và tiến sĩ.
một ngôi chùa nhỏ bé nhưng lại có được cái nhân duyên tốt như thế, phải nói đó là cái sự gia trì của các đức Phật và sự ủng hộ của các vị Phật tử dưới sự lãnh đạo tinh thần của các bậc cao tăng tại ngôi chùa này. Mà giai đoạn đầu đó thì có Hòa Thượng Thích Đạt Thanh, nguyên là tăng thống của Giáo hội Phật giáo Tăng nhà Nam Việt. Kế đến là Hòa Thượng Thích Như Niệm, Hòa Thượng Thích Nhất Niệm là sư ông của chúng tôi, là một bậc cao tăng chân tu thật học. Sau đó là Hòa Thượng Bổn Sư của chúng tôi là Hòa Thượng Thích Tiệm Huệ. Từ năm 1992 đó thì Hòa Thượng về cõi Phật, chúng tôi được Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh và Chư Tôn Đức lãnh đạo Tổ đình Ấm Quang, nơi mà Chùa Giác Ngộ trực thuộc, đã tin tưởng bổ nhiệm làm trụ trì. Và cũng nhờ nhân duyên đó mà các hoạt động Phật sự đó, tại đây đó, nó gắn liền với cái phương hướng nhập thế phụng sự qua giáo dục, hoằng pháp, văn hóa và từ thiện. Đó là đôi nét về ngôi chùa Giác Ngộ của chúng ta. Phần thứ hai xin báo cáo đến các quý Phật tử, các mạnh thường quân về toàn bộ số tiền và tịnh tài do các quý Phật tử phát tâm cúng dường từ thời điểm làm lễ động thổ cho đến ngày hôm nay, và các phần chi cho hoạt động xây dựng. Trong lễ đặt đá, tổng số tiền các quý Phật tử cúng dường là 640 triệu. Từ ngày 16 tháng 1 2012 cho đến bây giờ là trên một năm, tại khuôn viên chùa Giác Ngộ này, các quý Phật tử đã phát tâm cúng dường được 2 tỷ 939 triệu. Tổng cộng hai phần này thì chúng ta có được là 3 tỷ 579 triệu. Xin quý vị dành một tràng vỗ tay để tán dương các vị Phật tử đã trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia đóng góp. Trong thời gian chùa tháo dỡ thì nhờ gia đình Phật tử Giác Cát Tường tại địa chỉ 139/5 đường Phan Đăng Lưu đã ưu ái thỉnh mời các thầy về để tu học. Thì giờ khu đất đó có diện tích 1000 m², và rất may mắn nhờ đó mà việc tu học vẫn được tiếp diễn. Hiện tại tại đây đó, các Phật tử đã nghĩ đến việc trùng tu chùa nên đã phát tâm. Chúng tôi xin nêu một số vị tiêu biểu đã phát tâm rất là tốt đẹp, nhờ đó mà cái công trình được tốt hơn. Phật tử Thanh Nhã phát tâm 1 tỷ, Phật tử Thanh Sa 1 tỷ, gia đình Phật tử Diệu Tâm 1 tỷ, Phật tử Tường An Nha Trang 500 triệu, Phật tử Nguyễn Thị Hoài Thu 231 triệu đồng, và phần còn lại là các quý Phật tử đến cúng cá nhân hoặc gia đình, tổng số đó là 770 triệu. Như vậy cộng hai khoản tiền được cúng tại chùa Giác Ngộ và cơ sở tạm 139/5 Phan Đăng Lưu thì cho đến thời điểm ngày rằm tháng giêng, tức là ngày hôm qua, chúng ta có được là 8 tỷ 079 triệu. Xin quý vị dành một tràng vỗ tay thật lớn để tán dương tất cả các vị đã phát tâm. Nếu không có sự phát tâm đó, có lẽ công trình rất khó mà hoàn tất được. Từ thời điểm năm 1992 cho đến bây giờ, việc phát tâm cúng dường của các quý Phật tử đó thì chúng tôi làm rất là rõ ràng. Những phát tâm nào cho hoạt động ăn tống thì chỉ làm ăn tống, không làm các hoạt động Phật sự và từ thiện khác. Những phát tâm nào cho mổ mắt từ thiện thì làm từ thiện mổ mắt. Những tượng đóng góp nào cho thiên tai thì làm thiên tai. Và những đóng góp nào cho cúng chùa thì giữ lại. Tổng số tiền do quý vị phát tâm cúng chùa và chùa dành dụm được đó là 10 tỷ. Như vậy cộng hai khoản tiền này lại thì chúng ta có 18 tỷ 079 triệu đồng.
con số nghe rất là hồ hể, và đó là nhờ vào cái hảo tâm của các quý Phật tử gần xa. Sau đây xin báo cáo các quý Phật tử về phần chi cho xây dựng và phần mua đất để mở rộng diện tích của chùa. Thứ nhất là phần mua, thì chùa đã mua được 2 căn kế bên, ở bên phía tay trái của quý vị, khoảng 60 mét vuông, và đó là cái phần đất còn lại của gia đình vị đại thí chủ đã cúng đất cho chùa Giác Ngộ cách đây gần 70 năm. Và số tiền mua cái lô đất kế bên đó là 4 tỷ đồng. Và ở bên phía tay phải quý vị, ngang ngay vị trí mà thầy đang đứng, thì một căn này nhỏ và họ cũng rất hoan hỷ nhường lại cho chùa với giá là 1 tỷ 250 triệu, cộng với những cái phần hỗ trợ khác, thì cái phần mua 2 căn hộ đó là 5 tỷ 300 triệu đồng. Thứ hai là phần xây dựng gồm có 2 phần đầu đó là hệ thống cọc nhồi để làm nền tảng cho toàn bộ công trình được đứng vững với tuổi thọ theo dự kiến là 80 cho đến 100 năm. Tổng số tiền cho phần này là 4 tỷ 500 triệu đồng. Về tầng hầm mà chúng ta đang ngồi bên trên có diện tích mặt bằng là 600 mét vuông, và số tiền cho phần này đó là 5 tỷ 800 triệu đồng. Tổng cộng cho phần xây dựng giai đoạn 1 cho đến thời điểm ngày hôm qua là 10 tỷ 356 triệu, cộng 2 phần mở rộng diện tích đất và xây dựng giai đoạn 1, toàn bộ chi phí cho đến thời điểm hiện nay là 15 tỷ 656 triệu đồng. Chúng ta thấy là con số tiền là khá lớn, nhưng mà cái phần hoàn tất của chúng ta đến bây giờ là quá khiêm tốn. Lý do là đó, tiền bị mất giá, vật liệu xây dựng leo thang. Cũng với cái số tiền 15 tỷ này, nếu chúng ta xây dựng vào 5 năm trước, có lẽ là nó toàn bộ công trình, vì lúc đó vàng nó khoảng chừng 3-4 triệu đồng. Bây giờ vàng nghe nói là rất là cao, tiền thì nó không sinh ra được, và vật liệu thì leo thang. Kết quả là chúng ta xây dựng trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu, vật quá leo thang, cho nên chúng ta mới hoàn tất được chỉ có phần đầu thôi. Dù sau đây nữa cũng là một phần đáng khích lệ. Xin quý vị trên một tràng vỗ tay thật lớn. Nếu lấy tổng số tiền các quý Phật tử cúng cho chùa dành dụm từ năm 92 cho đến thời điểm này, và tiền quý vị phát tâm đóng góp cho chùa, chúng ta có 18 tỷ 079 triệu, trừ cho 15 tỷ 656 triệu, chúng ta chỉ còn lại có 2 tỷ 400 triệu đồng thôi. Hiện tại đó thì chùa đã mời 5 nhà thầu tham gia đấu thầu cho phần thứ hai, thì đã có một số nhà thầu cho giá rồi, thì dự kiến đó, cái giá phần thô xây dựng đó, trung bình là 12 tỷ cho 5.400 mét vuông xây dựng, gồm có các hạng mục. Thứ nhất là tòa chánh điện gồm có 5 lầu, chiều cao 34 mét, với diện tích là 3.478 mét vuông. Tầng tịnh xá dành cho chư tăng gồm có 4 lầu, diện tích là 900 mét vuông, và nhà thờ cốt 4 lầu với diện tích là 300 mét vuông, và tầng hầm như đã vừa nêu 600 mét vuông, thì chúng ta có là 5.400 mét xây dựng, trừ cho 600 mét vuông tầng hầm thì chúng ta còn lại đó là 4.900 mét xây dựng. Đó là một diện tích tương đối là lớn. Phần hoàn thiện cho một cái công trình sử dụng đá tốt, cửa tốt, để cái độ bền nó có thể từ 80 năm cho đến 100 năm,
theo dự kiến là khoảng trung bình 8 tỷ. Như vậy chúng ta cần tối thiểu là khoảng 18 cho đến 20 tỷ nữa thì mới có thể đưa cái công trình trùng tu mới chùa Giác Ngộ vào phần sử dụng để phục vụ cho bá tính. Như vậy cái con đường ở phía trước của chúng ta còn khá dài, từ 18 cho đến 20 tỷ nữa. Trong thời gian qua đó thì đi tới đâu thầy cũng nghe nói là thầy nhiều từ giàu lắm. Người ta đồn không phải là không có lý do. Lý do thứ nhất là chùa mình đó là gần bên chợ An Đông, có rất nhiều Phật tử giàu. Thứ hai đó, chùa chúng ta có một hoạt động từ thiện rất ấn tượng từ năm 1992. Và từ tháng 6 năm 2013 đó thì thầy vừa thành lập quỹ Đạo Phật Ngày Nay, do sự phát tâm của gia đình các chị em Thanh Nhã, Thanh Sa, Thanh Vi vận động các quý thân hữu, thì tổng số tiền cho cái quỹ đó đó là được gần 8 tỷ đồng và gỡ vào ngân hàng, thì mỗi tháng chúng ta có cái tiền lãi trung bình là 60 triệu đồng để làm cho hoạt động từ thiện thôi. Trong vòng 7 tháng vừa qua, nhóm hoạt động từ thiện quỹ Đạo Phật Ngày Nay đã vận động thêm tiền mặt của các quý mạnh thường quân, mà phần lớn là thân hữu của gia đình Thanh Nhã, thì tổng số tiền làm được là khoảng 4 tỷ 700 triệu đồng. Nhưng mà xin nhớ, tiền từ thiện thì không thể lấy cho việc xây dựng chùa, tiền nào nó ra tiền đó, tức là rất là minh bạch và rõ ràng các vấn đề chi tiêu. Thì quý vị có thể truy cập trang web quỹ Đạo Phật Ngày Nay viết liền không dấu không khoảng cách .com để biết về các hoạt động từ thiện, toàn bộ tiền các quý vị cúng cho hoạt động từ thiện trong thời gian mấy tháng qua đều có được thông báo rất rõ. Bắt đầu từ ngày mai trở đi đó thì tổng số tiền các quý Phật tử cúng dường trùng tu chùa Giác Ngộ sẽ được đưa lên trên mạng Đạo Phật Ngày Nay .com để chúng ta theo dõi. Và thỉnh thoảng giả sử nó có sót tên vị nào thì các quý vị có thể báo trực tiếp cho thầy hoặc là báo cho thư ký của chùa để tiếp tục bổ sung. Vì thỉnh thoảng nhiều quý vị đóng góp nó đến 400 trang, cái danh sách nó rất là nhiều, cho nên thỉnh thoảng nó bị sót trong lúc đánh máy đó. Nếu ai phát hiện tên mình sót thì báo dùm để bổ sung. Như vậy là chúng ta phải cần đến tối thiểu là 18 tỷ. Bây giờ thầy xin giới thiệu thêm về các hoạt động Phật sự của chùa để chúng ta thấy tại sao chúng ta cần phải đóng góp cho chùa sớm được hoàn tất. Từ năm 1992, nhờ hồng phúc của Tam Bảo, nhờ sự tin tưởng của quý hòa thượng lãnh đạo tổ đình Đăng Quang mà đứng đầu là hòa thượng Thích Trí Quảng và nhiều vị cao tăng khác, thầy vào lúc đó vừa 24 tuổi đã được giao làm chủ trì, tức là gánh vác một trọng trách quá lớn tại chùa Giác Ngộ này. Và lúc đó đó là các bậc sư huynh, các bậc sư chú đã ủng hộ thầy, và nhờ đó mà cái công tác Phật sự đó của chùa được tốt. Đến năm 94, về yêu cầu mở mang Phật pháp, thầy đã sang Ấn Độ tu học gần 8 năm. Và lúc đó đó chùa được bổ nhiệm cho thượng tọa Thích Thà Nhật Minh là sư huynh của thầy làm chủ trì. Cho đến năm 2002 khi trở về lại đó thì thầy được giáo họ tiếp tục tái bổ nhiệm làm chủ trì cho đến bây giờ. Nay đó đã là 22 năm trôi qua. Từ năm 92 thầy đã có nguyện vọng trùng tu chùa. Nhưng vì lúc đó đó nó còn có cái phần tranh chấp một lô đất bên nơi, cái bên, cho nên giấy phép đã không thể được tiến hành. Gần đây đó thì mới có thể có được giấy phép xây dựng. Và điều đó cho thấy là thầy rất thao thức để xây dựng, mở rộng cái diện tích của chùa bằng cách là nâng chiều cao. Vì diện tích của chúng ta tại đây đó chỉ có 695 mét vuông thôi, rất là khiêm tốn. Về hoạt động Phật sự, thầy chủ trương là nhập thế với bốn phương diện: giáo dục, hoằng pháp, văn hóa và từ thiện, thì mới có thể đáp ứng được cái nhu cầu tu học rất phong phú đa dạng
của nhiều tầng lớp Phật tử ở trong nước và nước ngoài. Về công tác giáo dục thì hiện nay thì thầy được giáo hội tin tưởng bổ nhiệm làm hiệu phó của Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, nơi đào tạo cấp cử nhân và thạc sĩ Phật học, và cũng là nơi đào tạo phần lớn các vị giảng sư trong nước hiện nay. Ngoài ra thì còn tham gia giảng dạy lớp và cao cấp giảng sư, nơi đào tạo ra các vị giảng sư dạy các trường cao đẳng Phật học tại thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu và một số nơi khác. Thì hầu như là chỗ nào mời giảng dạy thì thầy đều phụ trách, và mục đích là mong giúp cho các thế hệ đàn em của mình có được một cái hệ thống kiến thức vững về Phật pháp và làm đạo một cách có hiệu quả trong thời toàn cầu hóa này. Và thầy làm là hoàn toàn không ăn lương, với vai trò hiệu phó kiêm trưởng khoa triết học Phật giáo và giảng viên, cả ba phần này hoàn toàn không ăn lương từ lúc tham gia cho đến bây giờ là đã 10 năm và sẽ phát nguyện cho đến trọn đời như thế. Về hoằn pháp, tức là giảng dạy Phật pháp cho các quý Phật tử, thì từ năm 1992 thầy đã thuyết giảng, nhưng đến năm 2004 đó mới bắt đầu thâu do các Phật tử yêu cầu. Đến 2006 mới bắt đầu ra băng video. Đến bây giờ đó, thì có khoảng 3.000 giảng về các thể loại từ kinh điển, luật, luận, các chuyên đề nhập thế, văn hóa, giáo dục, thời sự, v.v. rất đa dạng. Mục đích là giúp cho các quý Phật tử có cơ hội học Phật, nhất là ở những nơi chưa có các giảng sư, chưa có các trường lớp Phật học. Và bất cứ nơi nào ở trong nước hay nước ngoài, nếu mời đến thuyết giảng thì thầy không từ nan. Xin thưa thật với các quý Phật tử đó, cho đến bây giờ thầy vẫn chưa có xe hơi. Đi đó thì đi xe mượn thôi, tức là mình tiết kiệm tiền để làm các Phật sự. Và các Phật sự của giáo hội lúc nào thầy cũng có hưởng ứng. Thì đó cho thấy là cái việc mà mình hướng đến cái tâm phục vụ là chính, còn bản thân đó thì không có quan trọng đến. Có lẽ vì những cái yếu tố đó mà người ta cứ nói là thầy Nhật Từ là rất giàu, có thể giàu tấm lòng, còn thầy Chánh thì không có giàu, có bao nhiêu làm hết rồi. Có 6 năm thầy thuyết giảng, 4 năm tại Hoa Kỳ, 2 năm tại Úc Châu, 1 năm thì tại châu Âu cho 9 nước Đông Âu cũ, trung bình là 2 tháng rưỡi cho những nước đó. Như vậy là thầy rất may mắn được thuyết giảng khoảng trên 130 ngôi chùa trực thuộc 11 giáo hội Phật giáo của cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại. Và có lẽ đó là một cái kỷ lục mà rất hiếm có một vị tu sĩ nào may mắn được như thế. Ở trong nước, ba miền Nam, Trung và Bắc, nơi nào mời thầy đều đi. Thậm chí là thưa thật với Phật tử, những cái tỉnh xa xôi 300-400 cây số đi trung bình 6-8 tiếng ăn cơm ở trên xe hơi, và đến nơi đó chưa kịp nghỉ là lên pháp tòa giảng, giảng xong tranh thủ về để làm Phật sự khác, lại cũng tiếp tục ăn cơm trên xe hơi. Nói ăn cơm cho sang chứ thực ra ăn mì gói và ăn mì xào thì hết rồi. Mà Phật giáo hộ sức khỏe vẫn tốt, đi liên tục làm rất nhiều việc nhưng mà sức khỏe vẫn không phụ lòng, nhờ đó mà có nhiều Phật sự được đóng góp. Về hoạt động văn hóa đó thì thầy chủ trương nó là một phương tiện rất tốt cho giới trí thức thuộc mọi thành phần khác nhau có thể tiếp cận được đạo Phật. Giáo dục và hoằng pháp dành cho các Phật tử và tăng ni thùng thành, còn văn hóa đó là cái cửa ngõ mà các thành phần của xã hội có thể tiếp cận được đạo Phật. Cho nên trong nhiều năm qua thầy chủ trương làm đại tạng kinh đầu tiên bằng âm thanh trên toàn cầu. Hiện nay có khoảng 130 đĩa CD, mỗi một đĩa 15 giờ. Và sách nói Phật giáo gần 100 đĩa thuộc nhiều tác phẩm khác nhau. Về âm nhạc Phật giáo, tăng nhạc và cải lương thì chùa Giác Ngộ đã sản xuất khoảng 100 album. Về tiếng thơ Phật giáo, tức là ngâm thơ, thì có trên 70 album. Thì đó cho thấy đó là cái nỗ lực của chùa rất nhiều, mặc dù mình không có tiền nhiều. Và làm đĩa Phật giáo thì quý vị biết là phải bù lỗ thôi, bởi vì các Phật tử thích niệm Phật, thích tụng kinh, chứ không thích nghe âm nhạc, thậm chí sách nói cũng chưa quen nữa.
nhưng mà vài rồi đó, cái phương tiện truyền thông này nó sẽ thay thế các phương tiện khác trong vòng 10 năm tới hoặc là 20 năm tới thôi. Cho nên đón đầu những vấn đề như thế, thầy chủ trương âm thanh hóa Phật giáo để cho nhiều người có thể là đến với đạo Phật một cách dễ dàng. Ngoài ra tổ chức triển lãm văn hóa nghệ thuật rồi văn nghệ Phật giáo tại các cái sân diễn, các rạp hát một cách chuyên nghiệp để cho nhiều thành phần có thể thông qua lời ca tiếng hát đến được Phật pháp. Ngoài ra còn tổ chức rất nhiều các sự kiện khác để giúp cho nhiều người hữu duyên đến với đạo Phật. Về từ thiện thì như đã nói, từ năm 2002 chùa Giác Ngộ đã có các hoạt động từ thiện gồm có ấn tống gồm khoảng 2.000 thành viên tham gia đóng góp đều đặn, hoạt động mổ mắt cường từ thiện trung bình mỗi tháng là vài trăm ca. Hoạt động từ thiện cho thiên tai đó thì nó tùy theo các sự kiện mà vận động hưởng ứng. Ngoài ra thì thầy là người chủ xướng đầu tiên tại Việt Nam chương trình Quay Đầu Là Bờ thuyết giảng Phật pháp cho các tù nhân tại trại giam K20 huyện Dòng Trôm tỉnh Bến Tre được 5 lần, và 5.500 phạm nhân tại trại giam Sơn Phú 4 thành phố Thái Nguyên cách Hà Nội khoảng 120 cây số cũng 5 lần. Ngoài ra thầy cũng có thuyết giảng tại các trung tâm cai nghiện, các trung tâm phục hồi nhân phẩm phụ nữ, các trung tâm người già tàn tật, các trung tâm thanh thiếu niên 3, các trung tâm trẻ em cơ nhở, vân vân. Điều đó cho thấy là cái nỗ lực đó, bao giờ là cũng tối đa, và nhờ những tấm lòng phát tâm vĩ đại của các phật tử trong nước và nước ngoài mà các hoạt động đó đó chưa từng dừng nghỉ. Từ tháng 6 2013 đó thì hoạt động này đó lại mạnh hơn như chúng tôi vừa giới thiệu khi nãy. Thì đó là bốn mảng hoạt động chính mà chùa Giác Ngộ đã chủ trương. Về phương diện tu tập tâm linh đó thì có lẽ thầy là người may mắn cho đến thời điểm hiện nay biên soạn nhiều nghi thức tụng niệm nhất. Nếu tính theo từng nghi thì đã có 26 nghi thức tụng niệm. Nếu tính theo các tác phẩm lớn đó, thì có 4 tác phẩm cụ thể như sau: Kinh Tụng Hàng Ngày biên tập vào năm 1992 gồm 1.000 trang, tổng hợp 49 bài kinh trên bản. Thứ hai là nghi thức tụng niệm gồm có 13 nghi thức căn bản sử dụng tại các chùa. Thứ ba, Kinh Phật Cho Người Bắt Đầu gồm 10 bài kinh căn bản dành cho người tại gia. Và thứ tư, vào tháng 12 2013 vừa qua thì cái quyển Kinh Phật Cho Người Tại Gia tập hợp 63 bài kinh đã được hoàn tất. Đây là cái dự án mà thầy đã có cái ưu tư từ năm 1992, sau 22 năm mới hoàn tất. Thì trong cái quyển Kinh Tụng Hàng Ngày đó thầy đã có ghi rất rõ, thì mơ ước có hai bộ kinh, Kinh Phật Tại Gia và Kinh Phật Xuất Gia. Thì bây giờ còn nợ một quyển, đó là Kinh Phật Xuất Gia. Vì theo thầy đó, thành phần tu sĩ có cái nhu cầu tâm linh khác hoàn toàn và cao hơn với tại gia. Và trong 20 thế kỷ qua đó, tại Việt Nam, 26 thế kỷ trên toàn cầu, kinh tụng niệm của cư sĩ Phật tử cũng giống in hệt như là người xuất gia. Cho nên sau một thời gian tu niệm thì người tại gia đó muốn bỏ hết công việc làm, muốn giải thoát, mà muốn họ giải thoát không được. Còn người xuất gia đó thì không nâng cao thêm, vì các bài kinh đó quá bình dân theo nghi thức tụng niệm của Trung Quốc hoặc là nghi thức bằng tiếng Pali. Mà theo thầy đó, những bài kinh quan trọng của Đức Phật đó thì cả hai hệ thống Đại Thừa và Nguyên Thủy đó không có đề cập đến. Trên cái quyển Kinh Phật Tại Gia đó chia làm 5 nhóm kinh: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về gia đình và xã hội, các kinh dạy về triết lý, các kinh dạy về thiền chuyển hóa và các kinh dạy về tịnh độ. Bàn 1.000 trang. Thứ hai, Phẩm Bát Niết Bàn trong kinh Trường Bộ 50 trang. Thứ ba, Kinh Di Giáo, tức là kinh Di Chúc, là gần 20 trang. Sau đó phó chúc cho người xuất gia, phó chúc cho các vị tại gia, còn ngày mới nhẹ nhàng chúc hơi thở cuối cùng tại rừng Ta La Sâm Thọ. Nhưng mà các nghi thức tụng niệm của Trung Quốc đó chỉ dành có khoảng 10 bài kinh thôi, và cho 4 đối tượng chính: già và bệnh thì gồm có Kinh Di Đà, xin lỗi, già và bệnh thì có Kinh Phổ Môn, Kinh Diệt Sư, và cho người chết thì có Kinh Địa Tạng, Kinh Di Đà, Kinh Vu Lan và Kinh Báo Ơn Cha Mẹ. Dành cho người có tội thì có các nghi thức Từ Bi Sám Pháp, rồi Lưu Hoàng Sám Pháp, Mục Tiêu Sám Pháp,
Hồng Gia Sáu Pháp giảng Phật và Tam Bát Danh của Bát Danh, giới trí thức, giới chính trị, giới thương gia, giới trẻ là những giới rất quan trọng, thì các nghi thức tụng niệm của người Trung Quốc Nguyên Soạn mà Việt Nam nhập cảm cư sĩ hoàn toàn không đã động tới. Do tu học theo các nghi thức như thế cho nên các Phật tử chỉ nghĩ đến việc sanh Tây Phương thôi, và xem mất cái khổ ta mà đề khổ nhàm chán nó để sanh Tây Phương. Và rốt cuộc rồi là các quý Phật tử quy luôn với sự tinh tấn đang làm ăn thịnh vượng phát triển thành công thì bắt đầu bỏ hết cái lo niệm Phật tụng kinh, đó là hướng lại với học tiếp bát chánh đạo mà Đức Phật đã dạy, điều đó có chánh tinh tấn. Và ngược lại với sáu ba la mật, đó là chủ nghĩa nhập thế được Đức Phật dạy có tinh tấn ba la mật. Thầy không hề muốn đạo phá phê bình chỉ trích, mà chỉ muốn tất cả chúng ta quay trở về với Đức Phật gốc để tiếp nhận được những lời kinh trực tiếp từ Đức Phật. Và các quyển kinh Phật cho người tại gia đã được thầy thuyết minh rất là xúc tích, rõ ràng dễ hiểu, không cần phải tra khảo các từ điển Phật học chuyên ngành, các quý Phật tử vẫn có thể hiểu được. Ngoài ra đó thì chùa Giác Ngộ còn thiết lập 4 trang web để phục vụ cho nghiên cứu Phật học. Trang đạo Phật ngày nay.com từ năm 2000 có trên 500 quyển sách Phật học, vài ngàn bài nghiên cứu Phật học chuyên đề. Tủ sách Phật học.com có toàn bộ các bài giảng của thầy đại tạng kinh Phật âm thanh, sách nói và nhà Phật giáo hoàn toàn miễn phí. Trang Phật âm.com có khoảng 30.000 pháp thoại video của khoảng gần 100 vị pháp sư trong nước và nước ngoài có lòng tăng và đi, phim ảnh nhà Phật giáo hoàn toàn miễn phí. Và trang thứ tư là Ban Hoằng Pháp Chánh Cơn có khoảng gần 1.000 bài pháp thoại của khoảng 50 vị giảng sư của đoàn giảng sư tại thành phố Hồ Chí Minh. Sở dĩ chùa Giác Ngộ chủ trương thiết lập, biên tập và giới thiệu 4 trang web như thế là để giúp cho các Phật tử ở nơi xa, ở những vùng mà chưa có các giảng sư, chưa có các tự viện, và phần lớn là giới trí thức, là giới trẻ cũng như là Phật tử hải ngoại có cơ hội để hiểu lời kinh Phật dạy trực tiếp, không phải lệ thuộc kiến thức Phật pháp vào các tu sĩ. Nếu các Phật tử mà chỉ lệ thuộc kiến thức Phật pháp vào tu sĩ thì Phật giáo không thể phát triển được, và chúng ta cũng không thể nào tu một cách trọn vẹn được. Về kinh Phật dạy quá nhiều, các phương tiện ngày nay kỹ thuật số quá tốt, chúng ta hãy tận dụng nó để truyền bá lời Phật dạy. Đó là những nguyện vọng chân thành của thầy. Hôm nay thầy nói môi ruột môi gan mình ra chia sẻ hết tất cả các quý Phật tử mà lâu nay thầy ít khi nói những vấn đề này. Mong rằng là các quý Phật tử cùng hưởng ứng các hoạt động của thầy về giáo dục, hoằn pháp, văn hóa và từ thiện để cho nhiều người đó có được cơ hội đến với đạo Phật nhiều hơn. Và quan trọng hơn hết, tất cả các công việc này là vì các quý Phật tử. Thì nếu như mà thầy là các không có quan tâm đến việc đó, thầy chỉ cần ở 4 mét vuông đi giảng dạy, có người cúng giường là đủ sống rồi. Ngủ cũng có cái giường chưa được 2 mét vuông, có cần thêm cái gì đâu mà phải làm cực khổ chi cho mệt. Và nếu ai cũng nghĩ như thế hết thì Phật pháp sẽ đi về đâu? Thầy đã thức bài nhạc là Một Đời Người Một Sự Cây của nhạc sĩ Trần Long Ẩn, một Phật tử ẩn danh. Rồi nó có câu: nếu ai cũng tìm việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Và trong nhiều năm qua, từ lúc còn là chú tiểu, lúc nào thầy cũng nỗ lực làm nhiều việc cùng một lúc, làm các việc đó bằng đến 2-3 người khác. Và thầy tính đúng rằng là khi chúng ta làm nhiều Phật sự lỡ cho nhiều người, sức khỏe của chúng ta ngày càng được tăng trưởng. Nhiều Phật tử lo ngại nói rằng là thầy làm nhiều việc quá, giống như một cái chiếc xe chạy maximum, vàng đồng và mọi thứ nó sẽ bị hư mòn và chết sớm. Thầy thường trả lời thế này: nếu
mỗi ngày thầy làm việc Phật sự bằng 6 người khác, và mà thầy sống được đến 60 tuổi thì nó chẳng khác gì là thầy sống trên 100 năm. Chúng tôi làm nhiều Phật sự như thế mà chết ở 60 tuổi, tái sinh ra thì 20 năm sau lại tiếp tục có còn để làm Phật sự tiếp. Còn sống đến 80 tuổi phần lớn là dưỡng già thôi, đâu có làm thêm nhiều Phật sự mới được. Cho nên thầy không muốn sống quá lớn tuổi, chừng 60 tuổi là được rồi. Ở đây đến đó là còn 15 năm. Nguyện vọng của thầy là muốn xây tối thiểu là 10 ngôi chùa và làm tối đa cái Phật sự. Còn lúc nào chết thì chết thôi, còn sống là còn cứ làm. Và rất mong các quý Phật tử đừng lo cho thầy về vấn đề đó. Càng làm càng ít bệnh. Người nào ăn ở không có bệnh, nên nhớ thế. Làm nó có niềm vui, và niềm vui nó tăng kháng thể lên, và để giúp cho chúng ta có được cái tinh thần rất mạnh để chống lại các cái bệnh tật bên ngoài. Thì đó là một sự thật, ai cứ làm thử đi thì sẽ thấy được cái màu nhiệm này. Và quan trọng hơn hết, tất cả các việc thầy làm trong mấy chục năm qua, nếu không có các bàn tay, các tấm lòng, các trái tim và sự ủng hộ của quảng đại đa số quần chúng Phật tử và sự gia hộ của các bậc cao tăng, của các bậc thạc đức, của các hòa thượng và các nơi nói chung, thì có lẽ thầy chỉ là một hạt cát trong sa mạc thôi, một giọt nước ở biển khơi thôi, không làm được gì hết. Cho nên đó, phải làm người đồng hành trên con người đắc đạo giác ngộ, và chúng ta phải tinh tấn từng đến ngày, tỉnh thức từng phút giây, noi theo lời Phật dạy, để mỗi ngày chúng ta sống thật sự có ý nghĩa và giá trị hơn. Và trước khi dứt lời, để phần quan trọng nhất là chúng ta được dự cái tiệc trai hôm nay, thì thầy thay mặt cho tăng đoàn chùa Giác Ngộ kính gửi lễ, kính gửi lời sức khỏe đến tất cả các quý Phật tử, và chúc quý vị một năm mới có sức khỏe như là con tuấn mã, thành công như là nước chảy, và phước báo luôn được tăng trưởng để các vị có thể có đủ điều kiện làm các việc đáng làm cho người thân thương của mình, và góp phần vơi đi nỗi khổ niềm đau của xã hội và cộng đồng, cũng như là tham gia các hoạt động Phật sự để cho các chương trình Phật sự nơi các chùa mà chúng ta hữu duyên tham gia đó sớm được thành tựu một cách mỹ mãn. Và không quên kính chúc thân bằng quyến thuộc của các quý Phật tử, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý, bốn mùa hương thạnh, tám đức bình an, vô thượng giáo hòa, và đề đời kế tiếp từ làm bà con Phật pháp quyến thuộc từ bi. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Ma Ha Tát. Chân thành cảm ơn tất cả các quý vị.